Chào anh em, video này là dành cho những ai mà muốn dưỡng súng này, hoặc những ai bị rối loạn cương dương, hoặc những ai bị yếu sinh lý. Việc đầu tiên chúng ta cần hiểu là cái cơ thể của chúng ta cũng như một cỗ máy, và dùng nhiều, dùng liên tục, dùng như phá mà chúng ta không dưỡng thì nó sẽ bị yếu đi. Và cái vấn đề thứ nhất Quang muốn đề cập với mọi người đó là vấn đề những ai bị rối loạn cương dương. Rối loạn cương dương là gì? Rối loạn cương dương là hiện tượng lúc nào muốn cứng nó chẳng cứng, và đôi khi đang quan hệ nó bị mềm, đang chiến đấu nó bị mềm, hoặc cái lúc nào bắt đầu vào trận chiến thì nó lại mềm, vì sau khi là xong xuôi thì nó lại cứng lên. Thì đấy là cái trường hợp gọi là rối loạn cương dương. Thì rối loạn cương dương là một hiện tượng, là một phần của những ai mà bị yếu sinh lý sau này. Nếu chúng ta không khắc phục ngay lập tức thì sẽ bị yếu sinh lý. Và những cái lý do mà những cái nguyên nhân mà gây ra cái chuyện là yếu sinh lý hay rối loạn cương dương, thứ nhất là do ngày xưa các bạn thủ dâm quá nhiều, quan hệ quá nhiều, rồi là chúng ta nhậu nhẹt quá nhiều, chúng ta chơi đồ đạc bay lắc quá nhiều, hoặc là chúng ta ăn uống không đủ dưỡng chất, hoặc chúng ta làm việc trong một cái môi trường về cái môi trường xung quanh nó không được tốt, nó bị ô nhiễm. Và đôi khi có những người mà gọi là lười vận động, lười thể dục thể thao mà lại hay phải thức khuya quá nhiều, đặc biệt là những ai nghiện game ngày xưa, thì bây giờ rất dễ là dẫn đến tình trạng là rối loạn cương dương hoặc là yếu sinh lý. Thế thì cái cách khắc phục là chúng ta thứ nhất là phải thường xuyên thể dục thể thao để nâng cao cái thể chất. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta phải thường xuyên bổ sung những cái thực phẩm tốt cho sinh lý nam, bổ sung vào những bữa ăn hàng ngày, ví dụ như là hàu này, giá đỗ này, thịt bò này, cần tây này, hành tây này, tỏi này đó. Và trong đó thì hàu nó là đầu bảng của hỗ trợ sinh lý nam. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có điều kiện để có thể làm hàu ăn hàng ngày. Thế chính vì thế nên là Quang mới tư vấn cho mọi người, đó là mọi người có thể sử dụng cái giải pháp đó là viên uống hàu vương OX. Thì cái viên uống hàu vương OX này nó là cứ 5 con hàu biển tươi thì chiết xuất ra được một viên uống hàu vương OX. Và những ai sinh lý bình thường, sức khỏe bình thường nhưng mà ngoài 28 tuổi, bởi vì đàn ông thì phong độ nhất ở cái độ tuổi 28, sau đó là đi xuống, thì ngoài 28 tuổi mà muốn cho sinh lý nó tốt hơn, có thể dưỡng sau này về già vẫn có thể chiến đấu khỏe mạnh, thì 3 tháng chỉ phải sử dụng có một hộp thôi, thì các bạn sẽ thấy là hưng phấn hơn trong cuộc yêu, cũng thấy là thèm quan hệ hơn. Và cái này thì nó không có tác dụng tức thì nhưng nó có tác dụng lâu dài, và anh em uống sau một hộp là anh em đã thấy có một sự khác biệt nhỏ nhỏ rồi, và anh em uống đều thì rất là tốt. Còn những ai mà bị rối loạn cương dương thì phải dùng cho Quang 2 hộp mọi người nhé, và sau đó từ 3 đến 6 tháng sau thì mọi người lại phải dùng lại. Và trong quá trình dùng thì cũng nên kết hợp bổ sung thêm, ăn thêm dưa hấu này, ăn thêm chuối này, và ăn thêm giá đỗ, và kết hợp với thể dục thể thao thì mọi người sẽ khắc phục được cái vấn đề là rối loạn cương dương hoặc là yếu sinh lý. Còn những người nào mà bị yếu sinh lý quá nặng, ví dụ như là ngày xưa sử dụng chơi bời quá nhiều, đồ đạc quá nhiều, ngựa thái chơi liên tục á, thì trường hợp đó thì các bạn cần phải đi khám bác sĩ, tức là những người nào quá nặng. Còn đây nó như một cái dạng là thực phẩm chức năng, nó làm bồi bổ tốt hơn. Và Quang chia sẻ thật là bây giờ Quang còn không dám uống nữa, vì nó khỏe quá, nó máu quá, lúc nào cũng thèm, cảm giác lúc nào nó khó chịu. Nên là Quang chỉ khoảng 6 tháng Quang uống một hộp thôi. Và một hộp này thì có 30 viên, chúng ta uống trong vòng 15 ngày là ok. Có hướng dẫn sử dụng sẵn ở trong hộp rồi. Và một hộp chỉ có 468.000 đồng thôi các bạn nhé. Và anh em cần phải nghĩ này này, là đàn ông thì không có nghĩa là không phải dưỡng. Thế nên bản thân Quang là Quang cũng thường xuyên dưỡng những thực phẩm chức năng tốt cho sinh lý, chứ không có sau này 50-60 mà không dùng được thì rất là buồn. Xin chào và chúc anh em luôn luôn răng chắc và cặc phải cứng anh em nhé.